Hello cả nhà và tin mừng đó chính là Hà Nội đã được nới lỏng giãn cách thì cũng là lúc mà Bayo có những cái chia sẻ đầy đủ và chính xác nhất về em máy lọc không khí Coway Storm AP1516D sau gần 2 tháng ở nhà và cứ đi ra đi vào có em này ở bên. Thêm một cái điều khẳng định với các bạn ý là máy lọc không khí là một cái món đồ công nghệ hết sức cần thiết để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe này, đặc biệt với một cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này. Và nhất là khi em máy lọc không khí Coway AP1516D này lại cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa Covid. Các bạn có tin được không? Hãy xem hết video nha! Đầu tiên là về thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy thiết kế của em AP1516D này rất hiện đại, cân đối và sang đẹp, thiết kế thông minh dạng tháp siêu mỏng và đem lại tính thẩm mỹ rất là cao, tinh tế mà lại còn tiết kiệm diện tích cho không gian sống nữa. Đặc biệt nổi bật nhất đó chính là vòng tròn LED ở chính giữa này, hiển thị mức độ không khí và em này thì có khả năng lọc sạch không khí trong một cái không gian diện tích phòng lên đến 50 m vuông Mình để ngoài phòng khách như thế này này thì không khí được lọc sạch cả ngày, cực kỳ dễ chịu luôn. Mà nhiều khi ý, nhìn ngắm thấy không gian nội thất của mình nhìn trông cũng như là được điểm thêm một cái chút nét hiện đại, cao cấp với cái kiểu thiết kế tháp mỏng và trắng sang như thế này và em Coway AP1516D này còn có thiết kế đa luồng gió giúp làm sạch không khí một cách tối đa và hiệu quả theo nhiều chiều không gian. Các bạn sẽ có luồng khí tuần hoàn đi ra từ khu vực quạt gió ở phía trên máy lọc, làm sạch không gian phía trên này và luồng khí tập trung ở chính giữa sẽ làm sạch không gian lớn ở phía trước. Luồng khí đa hướng sẽ là kết hợp của cả hai, làm sạch toàn bộ môi trường xung quanh luôn. Về các nút điều khiển ý, thì rất đơn giản và dễ sử dụng nhé. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cảm ứng thì mình thấy rất là nhạy và phản hồi nhanh. Các bạn sẽ có nút tắt bật máy lọc không khí này, điều chỉnh chế độ gió này, auto, silent hay là hay điều chỉnh hướng gió luôn. Và có điều chỉnh cả tốc độ gió với 3 mức độ. Có cả chế độ lọc nhanh, quick, cực kỳ thông minh dành cho những người bận rộn muốn về nhà và tận hưởng luôn cái không khí trong lành nhé. Ngoài ra thì các bạn sẽ có cả chế độ hẹn giờ theo mức là 1 giờ này, 4 giờ và 8 giờ tiện lợi. Cuối cùng sẽ là nút điều khiển tắt bật đèn dành cho nhà nào mà sử dụng vào ban đêm nếu như mà không muốn hiển thị đèn LED ý. Còn cá nhân mình thấy thì cái đèn này nó khá là đẹp và có thể sử dụng thay đèn ngủ luôn nên không bao giờ mình tắt cả. Và đó là về thiết kế nhé, còn khả năng lọc sạch không khí thì như thế nào? Đây mới chính là cái phần quan trọng. Đầu tiên thì phải nói về thương hiệu Coway Bao nhiêu đã làm video máy lọc nước Coway trước đó rồi ở cả trên vật vờ studio nữa và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm cũng như là tin tưởng Coway là một cái thương hiệu máy lọc nước, máy lọc không khí hàng đầu của Hàn Quốc luôn. Coway cũng vừa được trao tặng chứng nhận thương hiệu vàng Việt Nam vào năm 2021 và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế quốc tế khác và chính cái mẫu máy lọc không khí AP1516D này ý, cũng vừa giành giải thưởng máy lọc không khí có bộ lọc tối ưu nhất trong khuôn khổ chương trình sản phẩm tôi yêu do VN Express tổ chức. Và thứ hai thì máy lọc không khí Coway AP1516D này còn có những ưu điểm nổi trội mà một chiếc máy lọc không khí tốt nhất cần có. Một đó chính là chế độ sương mù hay ở trên sản phẩm này cực kỳ thông minh và tiện dụng như các bạn máy sẽ tự động điều chỉnh tốc độ gió mà không cần chúng ta phải chỉnh tay thủ công đem lại một cái hiệu quả loại bỏ mùi hôi trong không khí này vi khuẩn và nấm mốc một cách hiệu quả cũng như là rất nhanh chóng Thứ hai đó chính là Coway AP1516D này có hệ thống màng lọc qua bốn bước lọc và để mình tháo ra cho các bạn xem luôn nha Bước 1, màng lọc thô giúp loại bỏ bụi có kích thước lớn như là bụi vải này, tóc và đặc biệt là nhà ai nuôi mèo như mình thì lông mèo đây này. Bước 2, màng lọc bụi mịn sẽ loại bỏ tiếp bụi mịn như là phấn hoa, nấm mốc. Và bước 3, màng lọc than carbon khử mùi, loại bỏ khí độc hại, mùi khó chịu như là khí thải, khí ga, mùi ẩm mốc hay là thức ăn. Và bước 4, màng lọc HEPA cực kỳ quan trọng loại bỏ đến 99,9% bụi mịn nhỏ đến 0,01 micromet, virus này vi khuẩn hay là nấm mốc gây bệnh. Và lưu ý là không phải màng lọc HEPA nào trên thị trường cũng có thể lọc được bụi mịn kích thước nhỏ như thế này đâu nha các bạn. Và thêm một cái thông tin quan trọng mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu về hiệu quả của màng lọc HEPA trong việc lọc và giảm tỷ lệ sống sót của virus, có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 đấy các bạn. Và nếu như các bạn quan tâm hơn đến nghiên cứu này thì mình sẽ để link ở phần mô tả của video nhé. Và nói như vậy thì để thấy rằng việc trang bị một chiếc máy lọc không khí, nhất là có màng lọc HEPA là rất cần thiết trong cái thời điểm hiện tại khi mà chúng ta xác định rằng sẽ phải chung sống với Covid trong một khoảng thời gian nữa và kết hợp với biện pháp 5K của chính phủ thì sẽ tăng được mức độ hiệu quả trong việc phòng ngừa dịch bệnh lây lan, đúng không các bạn? Thứ ba, dịch vụ chăm sóc khách hàng Hurt của Coway. Một điểm nữa như các bạn cũng thấy thì Bayo vừa mới thao tác tháo lắp màng lọc rất là dễ dàng đúng không? Thì cái việc vệ sinh màng lọc cực kỳ đơn giản. Mà nói đến vệ sinh màng lọc không khí thì cũng giống như là máy lọc nước Coway mà Payo đã review. Chúng ta sẽ không phải lo đến kỳ phải thay màng lọc hay là phải vệ sinh như thế nào cả. Bởi vì Coway đã có một dịch vụ chăm sóc khách hàng là Heart Service cực tốt và chu đáo. Sẽ có đội ngũ nhân viên chủ động liên hệ và đặt lịch trực tiếp đến để mà vệ sinh hoặc là thay màng lọc khi đến kỳ hạn. Và quả thật là Coway rất chú trọng chăm sóc khách hàng từ khâu vận chuyển này, lắp đặt máy cho đến khi hậu mãi. À, và do còn thấy Coway có một chương trình thuê máy dành cho khách hàng cá nhân hay là doanh nghiệp ý, cũng rất là tiện và thiết thực. Bởi vì thay vì chúng ta phải bỏ một khoản tiền để mua máy, các bạn có thể chi trả thuê máy hàng tháng với chi phí nhỏ hơn mà vẫn được hưởng đầy đủ dịch vụ hot service của Coway. Và các bạn cũng có thể tham khảo thêm để mà lựa chọn giải pháp hợp lý và phù hợp với bản thân nha. Đặc biệt thì bổ sung thêm Coway đang có chương trình khuyến mại hấp dẫn ở trên Lazada giảm giá lên đến 50%, có cơ hội thưởng voucher giá 9 triệu 999 nghìn và mua máy lọc nước có cơ hội nhận luôn máy lọc không khí. Tặng voucher VIN ID 200 nghìn và cơ hội nhận voucher chương trình flash sale đến 999 nghìn và xét quà Coway gồm có áo mưa, mũ bảo hiểm này và túi trị giá 400 nghìn cho tất cả các đơn hàng. Chi tiết chương trình khuyến mại thì link mình sẽ để mô tả ở phía dưới nhé. Ui, chia sẻ khá là dài rồi nhỉ và đó là đánh giá của Bayo sau khoảng thời gian dài ở nhà cùng với em máy lọc không khí Coway AP1516D này. Hiệu quả lọc không khí thì có thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường với cái lượng lông mèo ở màng lọc này các bạn. Và đây là sản phẩm cần thiết để mà chúng ta có thể nâng cao chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ sau nhé.